Thái Dương nhìn giống Batman á. Lắm bây giờ đắp mềm luôn á. Rồi nửa cái dưới nữa. Ủa? Ủa chứ không lại đắp nửa cái mạng. Thôi à, cái này dễ mà. Thì cái gì cũng nói dễ hết á, sao mà không biết làm. Hả miệng ra đi. Ủa sao hả? Phải cầm vô chứ. Hello mọi người và chào mừng mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Thì hôm nay Tiên đã quay trở lại với một video mới. Video này sẽ là một video October vlog, là vlog tháng 10 kết hợp với Beauty Box. Yeah, tháng 10 này là một tháng sinh nhật của Beauty Box cho nên Tiên rất là vui khi được mang Beauty Box vào trong video lần này. Và Beauty Box tháng là tháng sinh nhật cho nên đang có rất là nhiều ưu đãi, cũng như là Tiên vừa mới tạo được 20 cái mặt nạ rất là ưng ý cho nên Tiên sẽ đắp trong vòng 20 ngày sắp tới. Sẽ chọn ra 20 cái mặt nạ mà Tiên yêu thích nhất và đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi, ví dụ như là mua 5 tặng 2, 10 tặng 10, cho nên là ok bắt đầu với video thôi nha mọi người. À, và cái áo hôm nay Tiên mặc là một cái áo mới của Her Story, Tiên cực kỳ thích luôn á mọi người. Ok, cho nên là mọi người nào mà chưa shop cái new collection thì mọi người nhớ vào Her Story nhé. Ok, thì bây giờ Tiên sẽ remove makeup và sử dụng cái mặt nạ đầu tiên ngày hôm nay, đó chính là mặt nạ này của Beauty Box. Đó, thì hôm nay Tiên sẽ đắp cái loại này đến từ Huế, là mọi người hydrating chuyên làm cấp ẩm cho da. Hiện tại thì cũng đang có chương trình đến 1 tháng 11 là mua 10 cái mặt nạ Real Juicy Face Mask này sẽ được tặng 10 cái luôn, coi như là được giảm 50% với mọi người. Ok, bây giờ Tiên sẽ đắp nha. Ok, thì Tiên đã đắp rồi nè mọi người. Ui, thì đây là một cái loại mặt nạ dưỡng cung cấp độ ẩm rất là tốt, mà có cái mùi hương nhẹ nhẹ của bonsai nữa. Bây giờ thì Tiên sẽ ra ngoài chill, coi phim và thưởng thức đến đây. Ok mọi người, ngày mai Tiên sẽ quay trở lại với một loại mặt nạ khác nha. Bye bye. Quá là buồn mọi người, tự nhiên trời quá là mưa luôn á. Đây là tài xế này ngày hôm nay. Tiên hiện tại thật sự đang rất run mọi người ơi. Tiên không biết là sẽ như thế nào nhưng mà sẽ cố gắng hết sức mình nha. Yeah. Hôm nay Tiên sẽ review cho các bạn một cái mặt nạ này. Hôm nay sẽ là của GM Solution. Mặt nạ được chiết xuất từ ngọc trai thì nó có 3 step. Bây giờ Tiên sẽ remove makeup và apply cái mặt nạ này nha. Step 1, sử dụng cái Waterfall Essence. Nó rất là kiểu đặc. Bây giờ mặt nó căng bóng chút xíu nè. Rồi bây giờ Tiên sẽ gỡ cái mặt nạ này ra. Ở đây. Hôm qua thì đắp hydrating rồi, hôm nay sẽ làm trắng. Mỗi ngày một công dụng cho da luôn đẹp. Đối với cái mặt nạ này thì mùi của nó khá là nhiều mùi hương đó mọi người ạ. À. Nhưng mà cái mask thì nó rất là mỏng. Đợi cái này trong vòng 15 phút sau đó Tiên sẽ thoa eye cream lên nha. Ok mọi người, đã qua 15 phút rồi. Bây giờ Tiên sẽ gỡ cái mặt nạ này ra. Rồi bây giờ Tiên sẽ apply chút xíu vô cổ này nọ nữa cho nó thấm. Và một cái cách tiếp của Tiên là Tiên hay sử dụng cotton bud là Tiên wipe đi cái này. Các bạn nhớ đừng rửa mặt lại nha. Bây giờ thì Tiên sẽ sử dụng cái eye cream nữa là xong. Ở dưới mắt. Và done. Done rồi, bây giờ Tiên sẽ đi ngủ nha mọi người. Và ngày mai sẽ là một ngày làm việc tiếp theo của Tiên. Bye bye mọi người. Mọi người ngủ ngon. Bye bye. Bye. Chiều nay Tiên có một cái lịch học ở bên Sài Gòn Center về cái sản phẩm mới ở trong Vivox. Cho nên là bây giờ mình sẽ đi qua đồ xạo nữa rồi đó mọi người. Mọi người, thì Tiên đã vừa mới họp với các em trong Her Story xong và hôm nay là một kỷ niệm một năm kể từ ngày Her Story ra đời và Tiên đang rất là vui cũng như là đã ăn uống rất là vui rồi. Bây giờ thì Tiên sẽ đắp mặt nạ và hôm nay cái mặt nạ Tiên đắp là của Apeel. Ok, thì Tiên đã rửa mặt xong rồi và hôm nay Tiên sẽ sử dụng cái Calamine Clay Pack này của Apeel. Đó, cho mỗi ngày mà trải nghiệm một cái mặt nạ này thật sự là đỉnh á. Tiên chưa bao giờ như vậy trong đời luôn mọi người. Okay, Tiên đã bôi hết mặt rồi, bây giờ Tiên sẽ đợi cho mặt nạ khô tầm 15 đến 20 phút là nó sẽ khô rồi, sau đó Tiên sẽ rửa lại với nước nha mọi người nha. Yeah.
Ok mọi người, mặt nạ đã khô hẳn rồi và bây giờ Tiên sẽ rửa ra nha. Thường thì những cái ngày mà Tiên sử dụng mặt nạ này là những cái hôm mà lỗ chân lông Tiên hơi bị to, với lại mụn nồi đen hơi nhiều, thì sử dụng sản phẩm này nó sẽ là xe khích lại, rất là ok. Ok, Tiên mới rửa mặt xong rồi và các bạn thấy là da Tiên không bị đỏ, rất là hay, không bị đỏ, thường thường thì khá đỏ nhưng mà hôm nay lại không bị đỏ. Ok, giờ Tiên sẽ dưỡng da và đi ngủ thôi. Mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào tomorrow, bye bye. Khi nào cũng phải Pokemon hết á mọi người. Đó, Pokemon. Sao? By the way, follow me. Follow Clam. Clam.97, ok. Hai mọi người, thì Tiên vừa mới đi làm về rồi và hôm nay Tiên có một cái nồi lẩu. Hai đi lao thì Tiên đã gọi đến nhà và mình sẽ ăn. Ok, thì Tiên vừa mới ăn xong rồi, bây giờ Tiên sẽ remove makeup và hôm nay sẽ đắp một loại mặt nạ mới. Thì hôm nay là sẽ đắp mặt nạ Ultra Floral Lip Mask của Avibom. Đây là một cái hãng khá là lạ so với mọi người đúng không? Nhưng mà mask của nó đắp rất là được. Đây là có hai bước, cái extract và cái tinh chất, xong sau đó Tiên sẽ đắp nha. Ok, bây giờ Tiên sẽ remove makeup. Wow, nó là kiểu có một cái patch trong này mọi người. Wow, xong rồi mình sẽ dày. Chả có tinh chất trong cái lá này ra, trời lạ quá vậy. Chưa bao giờ đắp mà ngày nào mà giống vậy luôn. Heo, sẽ gỡ cái này ra. Nó có một cái lớp lưới, mọi người tháo lớp lưới ra nha. Có cái mùi tinh chất, mùi hoa nhẹ nhẹ dữ luôn. Thơm quá luôn mọi người, rất thơm. Ok, giờ Tiên sẽ để 15 phút nha. Ok, vậy là Tiên đã đắp xong cái mặt nạ này rồi, thì đây có rất là nhiều dưỡng chất trên mặt cho nên là cảm giác rất là đã. Bây giờ thì Tiên sẽ đi ngủ và sáng mai sẽ gặp lại mọi người trong một cái mask mới nha, mỗi ngày một cái mới. Ok, good day. Hello mọi người, hôm nay là một ngày Tiên đi chụp hình với lại một tháng rồi mọi người, Tiên mới được gặp Nguyên mọi người. Quá là nhà, không được nhà luôn. Quá là lạ lẫm. Bây giờ thì mình sẽ thay đồ cho bộ sưu tập mới của Hơ nha. Yeah. Thì tụi mình đã chụp hình xong rồi, bây giờ thì sẽ đi ăn ở Ngufo. Đây là cái đầm chưa ra chưa? Chưa, cái đầm này sẽ ra vào tháng 11 hoặc 12. Còn cái đầm của Nguyên thì sẽ ra cho mọi người nha. Sorry, ra đồ mới mọi người. Chào luôn nha. Ok. Đi chụp về rồi và bây giờ Tiên sẽ remove makeup và đắp một cái mask mới nha. Ok, hôm nay thì có vài cục mụn không được đẹp cho lắm cho nên là sẽ đắp một cái mặt nạ Gauze Mask này của Apeel dành cho da mụn Việt. Thì hiện tại tất cả các mặt nạ Apeel đang là có chương trình từ ngày 1 tháng 10 đến 1 tháng 11 là mua 2 tặng 1 nha mọi người. Và các bạn sẽ được tặng cái dòng yogurt của Apeel. Tiên rất là thích đắp cái dòng đó. Đây là một cái dòng mặt nạ dành cho da mụn, đang bị mụn. Tiên sẽ đợi cho làm trong vòng 15 đến 20 phút và Tiên sẽ tháo mặt nạ này ra. Ok, thì sau 15 phút Tiên đã đắp xong rồi. Và các bạn có thấy là mụn nó cũng giảm được chút xíu. Ok, bây giờ thì Tiên sẽ skin care và chuẩn bị đi ngủ để ngày mai xong ngày đi làm mới nha. Bye bye mọi người, bye bye, bye bye. Hello mọi người, thì hôm nay là ngày thứ 2 và Tiên hiện tại đi làm một ngày. Ok, thì Tiên đã về nhà rồi và bây giờ sẽ tới session đắp mặt nạ tiếp thôi. Hôm nay mặt nạ Tiên sử dụng sẽ là BioCell của The Face Shop. Đây là một loại mặt nạ Tiên rất là yêu thích mọi người. Xưa giờ đắp này rất nhiều. Tiên thật sự thích đắp gel mask hơn là mask sheet bình thường, tại vì cảm giác nó đã hơn. Nó sẽ có hai lớp, mọi người gỡ hai cái lớp này ra, xong bên trong nó sẽ có cái lớp gel, mọi người lấy cái lớp gel đắp nha. Đó, gỡ ra, xong đắp cái lớp gel này lên. Rất là mát. Mask sheet mọi người để tủ lạnh nữa là đỉnh cao. Cái này thì là nó là công dụng firming, nâng cơ. Thường thường trang mask thì Tiên sẽ đắp lâu một chút xíu, tầm 20 đến 25 phút để cho nó thẩm thấu tốt hơn. Ok, cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.
Yeah, bây giờ Tiên sẽ enjoy cảm giác rất là lạ đó, phát xít mỗi ngày, da mặt đẹp hơn hẳn luôn. Ok, bye bye mọi người, tin đã, mai gặp. Ok, thì theo mọi người thấy thì Tiên vừa mới có một cái cuộc họp với lại brand mới của Tiên, đó chính là No Control. Và brand sẽ sắp được ra mắt vào một tuần nữa thôi, sau khi clip mình lên. Thì bây giờ thì sẽ là một session đắp mặt nạ tiếp mọi người. Hôm nay Tiên sẽ đắp mặt nạ gì vào phòng vệ sinh với Tiên và chúng ta sẽ biết thôi. Ok, hồi nãy thì Tiên có đi ăn với lại Emmy, nhưng mà cũng lo ăn cũng chả có vlog. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi vào và đắp mặt nạ nha. Cái mặt nạ hôm nay Tiên sẽ đắp là một cái mặt nạ thải độc của Apeel, là mặt nạ Chica Pocatu. Thì đây là một cái mặt nạ than hoạt tính sẽ giúp thải độc da cho mọi người. Bữa giờ thì mọi người thấy Tiên đắp toàn là mấy cái mặt nạ trắng và trong không. Hôm nay Tiên sẽ đắp cái mặt nạ đen khác với mọi ngày để giúp thải độc da. Wow, nhìn cái mắt này mọi người. Ủa là nó nửa mặt nhói hả? Có nghĩa là đắp cái mặt nạ này vẫn trắng được. Trời đó là hay. Hiểu rồi, hiểu rồi. Ok, wow. Ok, Tiên sẽ đắp 10-20 phút để thải độc da chỗ cua mắt man này. Khác woman. Bây giờ thì Tiên sẽ đánh răng và đi ngủ đây. Bye bye mọi người. Bye. Hi mọi người. Hello. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, là tụi mình sẽ đi surprise Abila, nhưng mà Abila không biết. Thì hiện tại mọi người ăn miếng bon chen nha. Okay, hôm nay mình có order bon chen với lại Tiên có nấu canh kim chi nè mọi người. Chở bạn Tiên và cũng như là Nguyên về rồi. Bây giờ thì Tiên sẽ đắp mặt nạ. Thì bây giờ Tiên sẽ, hôm nay Tiên sẽ đắp một loại mặt nạ khác, đó là chính là cái mặt nạ đây. Hôm nay Tiên sẽ đắp cái mặt nạ này của Toria. Đây là một cái hãng cũng chung với lại nhà của Face & Face. Đây là dòng anti-aging, đó, chống lão hóa. Thì nó là một cái dạng mặt nạ gel, nó giống như bánh cuốn ướt mọi người. Mặt nạ này thì nó hơi bự so với mặt Tiên chút xíu, nhưng mà đắp thì cảm giác rất là mát. Và cái miếng gel nó không dày nữa nên là ok. Rồi bây giờ Tiên sẽ nghỉ ngơi và ngày mai là một ngày thứ 6, sẽ đi làm cuối cùng và đến cuối tuần. Bye người, bye. Hai mọi người, thì hôm nay là một ngày thứ 7 và bây giờ thì Tiên phải đi lên xưởng của brand mới của Tiên, là brand Streetwear. Thì bây giờ Tiên sẽ đi lên đó và check coi áo final cuối cùng để cho ngày mai sẽ đi chụp hình cho mọi người. Ok, thì Tiên đã đi công việc về rồi và bây giờ Tiên sẽ đắp một cái mặt nạ chuẩn bị cho ngày mai sẽ được buổi chụp hình rất là quan trọng cho brand mới của Tiên. Thì hôm nay Tiên sẽ đắp cái mặt nạ này là mặt nạ Dermatory, một mặt cũng cái mặt nạ Chicago Mask. Yeah, giúp làm dịu nhẹ, tại vì hôm nay Tiên có một cục mụn thật là đáng ghét, cho nên là bây giờ Tiên phải làm dịu nó và sẽ đắp cho mọi người nha. Đây là một cái miếng gauze pad. Ok, bây giờ thì Tiên sẽ nghỉ ngơi và ngày mai sẽ chuẩn bị cho buổi photoshoot cho mọi người. Hello mọi người, hôm nay là ngày Tiên sẽ đi shooting cho bộ sưu tập mới của No Control. Yeah. Đây là founder nha mọi người. Xin chào mọi người đã quay lại với channel của mình. Và mong mọi người sẽ ủng hộ brand mới của Tiên nha. Hello mọi người, thì Tiên đã vừa đi chụp hình về rồi. Đây là một ngày rất dài và Tiên thật sự cực kỳ mệt. Thì hôm nay là ngày chủ nhật và hôm nay Tiên sẽ đắp cái mặt nạ này của Goodall Waterfall Mask. Thì hiện tại tất cả các mask của Goodall và Peripera đang được có chương trình là mua 7 tặng 7. Nếu mà các bạn mua 7 cái mặt nạ của Goodall thì các bạn sẽ được tặng 7 cái mặt nạ của Peripera. Hoặc các bạn, nếu mà các bạn mua 7 mặt nạ của Goodall và Derma thì các bạn sẽ được tặng 7 cái của Goodall nha. Nói chung là đang có rất là nhiều ưu đãi. Về mặt nạ, cái mặt nạ này thì giấy nó rất là mỏng và nó cung cấp độ ẩm rất là tốt. Hôm nay đi da mặt mất nước rất là nhiều cho nên Tiên phải cung cấp lại để mai lại là ngày thứ hai đi làm. Hello, ngày mới rồi. Và Tiên vừa ở mới đi ăn với lại các anh chị trong công ty. Và thì hôm nay Tiên sẽ đắp cái mặt nạ này mọi người. Đây là một cái mặt nạ Hotun
Nia, cái tên hơi khó đọc chút xíu của Google. Thì đây là cái dòng calming mới, rất là ok. Dòng dịu nhẹ, làm dịu mát da. Nhưng bây giờ Tiên sẽ remove makeup và đắp nha. Oh yeah. Đây. Ủa, rất là dễ chịu, rất là ôm sát mà. Ok, bây giờ Tiên sẽ đi ra coi phim. Thì dạo này cái phim Tiên đang coi là cái phim Startup của Suzy á mọi người, rất là hay. Nhưng giờ Tiên sẽ ra coi phim, lát âm Tiên về Tiên sẽ đắp cho Tiên với mặt nạ. Ok mọi người, thì sau khi Tiên đắp cho Tiên thì hôm nay Tiên sẽ đắp cái mặt nạ này Welder mà của cho anh hai Tiên. Đó, năm suốt. Ok mọi người, thì bây giờ Tiên sẽ gỡ ra. Đây cũng là một loại mặt nạ tea tree, là mặt nạ trà xanh, giúp làm calming cũng như làm dịu da luôn. Bé không? Ngủ luôn đi. Hôm nay làm vlog rồi, việc hơn nhưng mà bé không? Ok, bây giờ Tiên sẽ đi ngủ và hẹn mọi người vào ngày mai nha, bye bye. Hi mọi người, thì hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần và Tiên vừa mới đi làm về, cũng như là vừa mới đi gym xong. Bây giờ thì Tiên sẽ remove makeup và đắp mặt nạ nha. Ok, thì hôm nay Tiên sẽ đắp một cái mặt nạ khác mọi ngày, là cái mặt nạ Overnight Star Mask của COSRX. Thì đây là một cái mặt nạ Tiên sẽ đắp qua đêm luôn, là đắp xong rồi đi ngủ luôn mọi người. Đó, thì đây là một cái mặt nạ có chiết xuất từ 69.8% là chiết xuất từ gạo, cho nên là nó sẽ giúp trắng da. Ok, bây giờ Tiên sẽ đợi cho cái mặt nạ này nó khô, sau đó thì Tiên sẽ đi ngủ và ngày mai sẽ là ngày thứ ba. Ngày mai là ngày 20 tháng 10, người ngày phụ nữ Việt Nam. Ngày mai Tiên sẽ enjoy cái ngày mai nha. Ok, các bạn mọi người, good night. Hi mọi người, hôm nay là 20 tháng 10 và Tiên vừa mới được tặng một bó hoa rất là xinh đẹp. Thật sự thì hôm nay là một ngày rất là vui và Tiên vừa mới đi làm và ở công ty thì các anh chị thật sự là rất là náo nhiệt đó mọi người. Xong rồi được Tiên còn được công ty tặng kiểu quá trời đồ luôn, được tặng kiểu nến thơm thì tỏ rất là vui. Bây giờ Tiên sẽ đi remove makeup và hôm nay là đắp mặt nạ gì đây? Mát mấy bạn mí nha. Ok mọi người, thì Tiên đã về nhà rồi và bây giờ thì hôm nay tụi mình sẽ đắp mặt nạ của AXA, một cái này là Hydra Suter với lại một cái này là Premium Hydra Gold Foil Mask. Đúng rồi đó. Em thích cái nào? Mi dù đưa mấy cái nào mi xài cái đó thôi. Ok, bây giờ mình sẽ gỡ ra mọi người. Gỡ ra nhà mọi người. Cái chỗ này nha mọi người. Biết gỡ không? Biết. Có gì đắp đâu. Dễ mà, để giờ mi đắp cho vui đắp cho mình. Ok. Rồi đắp đi. Thấy dù nhìn giống Batman á. Thấy dù vui lắm, nhìn Batman luôn á. Rồi nửa cái dưới nữa. Ủa? Ủa chứ không lại đắp nửa cái mặt. Thôi. Cái này dễ mà. Cái gì cũng nói dễ hết á, xong rồi không biết làm. Cái miệng ra đi. Ủa sao hả, phải cầm vô chứ. Ok, bây giờ Tiên sẽ mở cái Hydra này lên. Thì mặt nạ này thì nó sẽ cung cấp độ ẩm rất là tốt nha mọi người. Nha mọi người. Đặc biệt là cái này của... Để ấm miệng đi. Có bị cao quá. Ngọt nó. Bị cao quá. Sao cao quá vậy? Rồi. Cưới mọi người. Cưới mọi người. Tụi mình sẽ đắp trong vòng 15 đến 20 phút rồi sau đó sẽ đi ngủ. Để mai Tiên còn phải đi làm. Ok, hôm nay Tiên sẽ đắp cái mặt nạ này After Shower Look Hydrogel của Tiên Face. Ok, nó là có hai mặt ở dưới và trên, thì Tiên sẽ lấy ra cái mặt này. Trời, cái mask này đã đó mọi người. Cảm giác jelly jelly á, mà nó dày nha, chứ nó không có dễ bị đứt, cho nên là Tiên rất là thích. Thì đây là cái mặt nạ của Tiên rất là hay đắp ở trong video box luôn mọi người. Cái mask Tiên Face là cái hãng rất là mới, nhưng mà chất lượng rất là ổn, cực kỳ ổn luôn. Đã phê. Woo, đã lắm mọi người. Ngủ ngon nha. Bye 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 bye. Hi mọi người, Tiên vừa mới thay màu tóc xong buổi sáng hôm nay. Hôm nay là ngày thứ bảy, thì bây giờ Tiên sẽ đắp một cái mặt nạ. Hôm nay thì chắc Tiên sẽ đắp hai cái luôn. Sao ta, để thử coi là một ngày đắp hai cái mặt nạ nó sẽ như thế nào. Thì bây giờ Tiên sẽ đắp cái mặt nạ này của Leader xem mọi người. Đây của Leaders. Thì đây là cái loại nó sẽ giúp cung cấp độ ẩm, giúp cho những cái da không đều màu cũng như là làn da bị thô sần. Ok, bây giờ thì Tiên sẽ
tắp xong và chuẩn bị cho ngày hôm nay nhé. 2000 years later. Ok mọi người, thì tụi mình vừa mới có một cuộc họp launching vào chủ nhật tuần này cho Domatro xong. Và bây giờ Tiên vừa mới giới thiệu thì để hôm nay sẽ đắp một cái mặt nạ của Berry Sun của trong Vlogs. Và hôm nay Tiên sẽ đắp cái mặt nạ brightening này của Vlogs luôn nha. Bây giờ Tiên sẽ remove makeup và chúng mình sẽ đắp thôi. Yeah. Nè, mặt nạ này là cái mặt nạ mà chị làm một năm. Ồ, chị làm một năm. Ừ, cái project mà chị làm đó. Cái mặt nạ sữa bọt nha. Sữa bọt. Em để một hồi lên mặt em mà sữa bọt đó. Nó có hoàn toàn không? Không. À, sữa bọt thế hả? Hà Nội mùa này vẫn như cơ đồ. Hát của không vậy? Ồ, này nửa dưới hả? Ừ. Đó. Lên. Ok. Rồi. Không có hết chưa? Không. Wow, thơm. Đó, đó, phòng nó sẽ sữa bọt. Ok. Ok mọi người, Tiên sẽ đợi 15 phút mà sẽ quay lại mọi người nha. Ok, cái mặt nạ của Tiên nó đã sủi rất là nhiều mọi người. Bây giờ Tiên sẽ tháo ra nha. Đây. Brightening. Còn cái wow. Con này là wow, chắc là phải rửa lại mặt á. Ok, thì đã hết video lần này của Tiên rồi. Mong mọi người enjoy cái vlog tháng 10 lần này cũng như là 20 cái mặt nạ mà Tiên đã đắp trong tháng vừa qua. 20 cái. Yes. Và nếu mọi người có muốn mua những cái sản phẩm này thì Tiên sẽ để link ở bên dưới, cũng như là hiện tại thì Beauty Box đang có rất là nhiều chương trình mua một tặng hai. Cho nên là nếu mọi người muốn thẻ lên website của Beauty Box nha. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ đi ngủ và bye bye mọi người. Hẹn mọi chào người. Chào cô chú. Chào các bạn. Yeah, yeah, yeah. Thank you.